sử dụng trực giác thu hút 500 khách hàng trong một tuần. Lan xin chia sẻ với anh cái ứng dụng của Lan chỉ khi mà Lan sử dụng trực giác trong công việc kinh doanh. Thì có một lần anh chị ha, Lan thấy rất là nhiều những anh chị đối tác đồ nhỏ của Lan, anh chị họ ứng dụng luật hấp dẫn và họ thu khách hàng rất là nhiều. Nhưng mà Lan thì Lan chưa có đạt điều đó. Cái lúc đó là Lan cũng mới bắt đầu là đặt cái câu hỏi với tiềm thức là ngay bây giờ, ngay lúc này tiềm thức cho Lan biết được cái cách nào, cái ý tưởng nào để mà Lan có thể là thu hút đối tác khách hàng tới mà mình không có kịp chăm sóc không. Thì bắt đầu anh chị lúc đó là tiềm thức cho Lan một cái ý tưởng anh chị ha, là làm một cái video marketing anh chị ha. Và cái video ấy anh chị Lan đã thu hút cho Lan là 500 khách hàng chỉ trong vòng một tuần mà không hề là chạy quảng cáo gì đâu anh chị nhé, rất là vì hiểu luôn. Và nó đã giúp cho Lan là gia tăng cái lợi nhuận lên rất là cao. Và khi mà anh chị biết cái cách sử dụng trực giác kinh doanh, anh chị có thể là cho mình những cái ý tưởng này, hoặc là để cho mình cái kết nối được với những đối tác đồng đẳng, rồi là thu hút cho mình những khách hàng tiềm năng tới mình. Và Lan có rất là nhiều những cái trải nghiệm trong việc mà mình ứng dụng cái trực giác để mà mình định hướng được cái công việc kinh doanh của mình, hay là những người mà đối tác đến với mình anh chị họ có đúng hay là không. Và đối với những anh chị nào anh chị mà chúng ta kinh doanh hay là trong cuộc sống cũng vậy, thì mình rất là nên rèn luyện cho mình có được một cái sự mách bảo ở bên trong cái con người phi thường bên trong của mình anh chị ha. Yes, thì hầu như anh chị lúc nào là cộng đồng luôn, những anh chị mà đã từng đọc sách Sức Mạnh Tiềm Thức á, thì tác giả của quyển sách đó anh chị là ngay vô sách mua phí á, ông đã ứng dụng cái trực giác của mình rất là nhiều lần để mà ví dụ như là bằng nhà này mình được mách bảo định hướng công việc của mình chuẩn bị làm có an toàn, có phù hợp với mình hay là không, nó rất là vì dự luôn. Nhưng mà tất nhiên nó cũng sẽ có những cái nguyên tắc, và Lan cũng đã được người thầy của mình chỉ dẫn, cũng như là Lan cũng có một cái hành trình rèn luyện anh chị. Thì anh chị nào mà mong muốn được rèn luyện cái trực giác á, thì Lan sẽ tặng cho những anh chị nào mà hữu duyên xem tới cái video này của Lan có thể là tham gia nhóm học tập rèn luyện trực giác cùng Lan ha. Thì để có một cái trực giác anh chị thì có những nguyên tắc mà chúng ta cần phải làm theo. Vậy thì nguyên tắc đầu tiên đó chính là chúng ta phải biết cái cách đặt câu hỏi anh chị. Đặt câu hỏi về chính mình và câu hỏi phải tập trung vào kết quả của công mà anh chị mong muốn. Và khi mà chúng ta đặt câu hỏi và có cái câu trả lời anh chị thì một cái điều nó rất là quan trọng. Tại vì đó chính là cái ý thức và cái điều mình mong muốn, với lại những cái cảm xúc, những cái cảm nhận ở bên trong mình anh chị nó phải hợp nhất là một. Có nghĩa là tấm thân chỉ phải hợp nhất là một. Ví dụ nếu như mà cả anh chị đang mong muốn rằng là tháng này là có thể là thu nhập là 9 con số, nhưng mà bên trong chúng ta còn rất là nhiều những cái sự lo lắng, chúng ta không có niềm tin, rồi không biết là mình có làm được hay là không, thì lúc đó là mình chưa có được cái trực giác đâu anh chị. Và cái này anh chị cần phải có cái tiến trình và một cái môi trường rèn luyện. Nếu mà anh chị nào mình chưa có nhóm rèn luyện thì là có thể tham gia nhóm rèn luyện công lành. Đó là mình cần phải làm những quy trình về khai phá và hợp nhất, thì chúng ta mình mới đưa được cái ý muốn của mình anh chị ha, cái ước muốn của mình với những cái cảm xúc xấu thẳm ở bên trong của mình á, và những cái suy nghĩ, cái niềm tin của mình nó phải hợp nhất lại là một anh chị. Và cái yếu tố thứ hai anh chị, đó chính là chúng ta cần phải có một cái nguồn năng lượng tinh khiết. Thì làm như thế nào để có cái nguồn năng lượng tinh khiết? Cái thứ nhất là anh chị cần phải có những suy nghĩ tốt đẹp, những năng lượng tốt đẹp về chính mình, về mọi người, kể cả suy nghĩ hay là ngôn từ hay là hành động của anh chị. Và cái thứ hai là anh chị cần đưa vào bên trong cơ thể của mình là những cái năng lượng, những cái nguồn dinh dưỡng thuần khiết tuyệt vời để mà giúp cho anh chị có một cái cơ thể năng lượng tuyệt vời nhất. Thì để mà biết được rõ hơn về cái năng lượng thuần khiết thì Lan có chia sẻ một cái video riêng, nó sẽ cụ thể hơn. Thì anh chị có thể là follow kênh của Lan và anh chị có thể là xem những cái video đó ha. Yes, rồi, và Lan xin chúc cho anh chị có thể là ứng dụng thành công và sớm đạt được những cái mục tiêu của mình, sử dụng cái trực giác của mình. Thì anh chị cần phải có cái tư duy của một người thành công thì trực giác của mình mới thành công được. Nên là anh chị cần phải rèn luyện anh chị nhé. Dạ, và Lan xin chào anh chị ha.